Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, ok, anh em coi YouTube mình nhớ thường lệ, nhớ đừng quên đăng ký kênh nếu chưa đăng ký hộ với mình nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, còn bây giờ thì để mình soạn lại cái đồ đã. Hôm nay thử chơi bảng giáp AI sẽ như thế nào nha. Rồi, ok. Đó, trận này gặp Ben thì nâng giáp AI cũng khá là ổn nha mọi người. Đấy. Đó, còn bây giờ thì cũng là buổi trưa rồi nên là anh em đi học cũng mệt mỏi đúng không? Ui, cảm ơn anh em nhé. Đấy, trời ơi, anh em đi học mệt về mệt mỏi nhưng mà vẫn nhớ đến kênh của tôi, coi ủng hộ tôi. Ui, cảm giác nó vui thôi rồi luôn. Đấy, mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn anh em đã thời gian qua đã ủng hộ kênh tôi nha. Đó, từ một thằng không có một ai biết đến xong giờ có những người chịu xem video của mình. Trời ơi, cảm giác nó vui vãi nổi luôn đấy. Rồi, ok, không liên thiên nữa, bây giờ vào trận đấu nha. Trận đấu này thì tôi gặp Ben đó, mà có vẻ à thôi đó, bây giờ thì tôi sẽ vô tôi phá. Ui bậy, bạn đừng có vô cướp rừng mình nè, giết nó nè, nó cướp biến qua tường nhé mọi người. Đó, chém này né chiều đã. Ui, con chờ nó đẩy cái tôi không kịp đủ đam chém. Ơ ui, sao cái cuộc đời tôi nó xui, thôi ăn tặng con này vậy. Trời ơi, mọi người thấy cay không, con Victor tôi đang đánh chém một chiếc phục đúng một phát thường nữa là ăn con Nata rồi. Con Victor đẩy chưa hai phát hất tung ra. Ê, đánh chỗ này rồi, ok chém xin nhá. Ui, vẫn chết mít kìa, xui thế đó, vẫn cay vào cuối kìa. Tồi hết cả Victor đẩy ra mà nó biết này, xong rồi thằng đang bị dùng chưa hai đánh Victor chưa vào bụi đi mất sai nó nhảy qua hai tè. Trời ơi, cuộc đời tôi nó thật là khổ mà. Ui, mới đầu game mà thấy nó nhỏ vậy rồi nhá. Đó, đường top thì ở trên pen nó ganh thì chết luôn top rồi. Thôi, nhưng không sao. Nói chung là đầu game tôi ăn được 2-0 rồi, có vẻ cũng có mùi phết đấy. Nên là từ vẫn từ từ thôi. Trận này gặp Ben thì mọi người ấy rồi xong hụt chiêu nhá em. Rồi, hết chiêu cứ cấu thôi. Chém thường này, chém thường này, chém thường phát nữa này. Rồi, cứ gì nữa nha, chém thường này. Chiêu, ui, có Ben, có Ben, có Ben, Ben. Ui, lướt qua ulti này. Rồi, ulti có từ bắt là ấy rồi, hắc não. Ui, chui rồi, thôi xong rồi phải tôi chết rồi. Ai, trời ơi, cái pha đó tôi hack não nó mọi người ơi. Cái pha đó tôi bị hack não nó qua tường được rồi, nhưng mà xui cái là nó có nội tại trong bụi khiến nó tôi bị hất tung lên. Nên là tôi chỉ có gây đam được bằng công ty hất tung nó thôi, không đánh thường được phát để giết nó lại tốc biến chạy. Trời ơi, sao trận này xui hết ta. Đầu game thì đã hụt mất hai mạng rồi, giờ thêm pha này nữa, lấy pha này hack não được nhưng mà lại không may mắn mọi người ơi. Ủi, số tôi trận này đen thui thủ lùi luôn. Xem tôi ăn được đầu game lợi thế bây giờ lại 3 năm rồi. Nhưng thôi, cố gắng thôi chứ sao giờ. Thôi, nó qua nó cướp bùa tôi luôn rồi mọi người ơi. Ui, trời. Ấn nhá, comment xuống nhá. Từ từ bình tĩnh luôn 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 comment thôi. Rồi, trên mít rồi. Rồi, không sai mọi người. Họ, bây giờ thì cứ cố gắng đánh thôi. Đem này, vô cấu này, chạy đi. Trời ơi, từ từ nhá mọi người bình tĩnh nhá. Đợi thôi xíu. Đó, giờ cứ cố gắng farm thôi. Đấy, tôi sợ team nó đang có thế, nó sợ nó vào nó cướp rừng tôi mọi người ơi. Tí nữa là bị ép rừng sập ra mới là toàn rồi đấy. Rồi. Đấy, trận này chưa? Team tôi ép không? Em có chờ luôn á, team bản kiểu toàn con nào Richter này. Rồi, ui, thôi xong rồi nó thấy sai. Ôi, trời ơi, cứu em, tôi biết nè, chạy. Ui, trời ơi, hết hồn bay. Ui vãi nồi thật, con Quy nó xuống mà nó lao ra làm tôi hết hồn luôn mọi người ơi, không kịp xử lý luôn á. Để luôn, trời ơi, bà nó vô bụi lấy sai thôi mà anh Quy anh nấp bụi trước rồi, lại chết mạng nữa, vãi nồi thật, vừa ăn được 2-0 xong chết lại, mà chết 2 mạng lại rồi. Ui, thằng bé nó xanh rồi mọi người ơi, thằng bé nó mấy không rồi. Rồi, tôi tưởng đã, để tôi nhắc bạn tôi lên cái đao mọi người, lên đao để đi với con Quỳ cho dễ. Thế ơi, con Ben nó xanh rồi, trận này lại có vẻ ui Ben bá đạo thôi. Ui thôi gì rồi xong rồi chạy đi đâu, né chiều nó trước nha mọi người. Đó, ui gặp Ben nữa mọi người ơi. Ôi thôi. Pha này nó vô cướp bờ lũ của tôi rồi. Ít ngay mà. Trời ơi, này kéo bộ qua đây xíu này. Trời ơi, Quỳ nó bộ. Ui không được rồi, tôi xong. Trời ơi, cứ xong nó chạy luôn mọi người ơi. Nè ui đau quá, ôi trời ơi, hồi máu rồi, hên quá, xém nữa chơi ngu lại chết tiếp mọi người ơi. Rồi biến về nhá. Trời ơi, khổ thân tôi quá mà, vừa mất blue xong rồi nó còn giúp được quái nữa. Trời ơi, trận này khổ sở thế.
Ai, thôi tình trạng giờ thì tôi cũng hiểu là trận này đó, nên là lâu lâu không phải là trận nào tôi cũng xanh đâu mọi người ơi đó. Nên là gặp nhiều lớp mà gặp trận mấy trận này là không có xanh nổi đâu, hoàn toàn là phải cố gắng làm sao để lên cấp 12 nhất có thể để có thể gánh lại team thôi đó. Chứ bây giờ bắt đầu trận đấu này là team bạn đang có chủ hơn, có lợi thế hơn team tôi đó, nên là tôi phải cố gắng làm sao để giữ mạng thôi. Nãy giờ là bị thằng rừng tem nó có thế nó mạnh hơn, cái nó qua ép quá trời luôn rồi, xong thằng Ben nó còn 4-0 nữa, ui sợ thật. Nói chung là người gặp Ben à, đây bắt này nè, bắt này nè, ulti này nè, ui không né được chịu, thôi xong rồi, ui thằng Pi nó xuống nữa, thôi xong tôi chết mạng thứ ba. Ai chà, con lần lên sắc gì hồn không? Trời ơi, ăn được 2-0 xong rồi, chết 3 mạng liên tiếp mấy ông ơi, thì em tôi bây giờ đang là 12 rồi, trận đấu này nó quá khó. Nhưng không sao, mấy ông phải tin tôi. Đó, trận đấu này tôi sẽ cố gắng để làm sao để cố gắng lật kèo nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì lên farm được lính thôi, tranh thủ farm thôi chứ tí nữa thì em nó ra hội đồng phát là thôi là farm không nổi đâu mọi người ơi. Nên là giờ có lính nào tranh thủ farm lính đó nha mọi người. Nó gặp trường hợp mà tem bạn bị ép này á thì mấy ông chỉ còn cách là cố gắng hạn chế chế cho có thể nha mọi người. Đó, hạn chế chế cho có thể và để farm lên cấp 12 thật nhanh. Đó, lúc mà mấy ông lên cấp 12 thì mấy ông sẽ đánh nó sẽ dễ hơn nhá. Đó, mọi người biết rồi. Con gian này mà để lên cấp 12 được là nó tỷ lệ là kèo khá là cao nha mọi người. Đấy, nói chung là mọi người chơi không biết, nhưng mà đối với tôi thì tôi mà chơi gian cấp 12 này là tôi tỷ lệ là kèo khá là cao nha. Hey, rồi nó mà mấy ông biết rồi, tỷ thắng con gian trong xếp hạng của tôi là tận 75 gần 80%, nên là mấy ông hiểu rồi đúng không, nên là đâu phải đâu về trận nào cũng kiểu hay đâu đó, nên là cũng có nhiều trận lật kèo lắm. Mà thường thì theo kinh nghiệm tôi thấy thì con gian này mà phế nhưng mà lên được cấp 12 sớm á thì là tỷ lệ nó vẫn khá ổn áp nha. Rồi bây giờ lùi cả không cả thằng quý đá mặt được. Này bốp này tem đang có tự thế này, bay bố chém đó nè, ăn thằng ở đây này rồi lướt này chém này, rồi hay quá tem ơi, nhưng mà tôi không ăn được mạng đó, hơi tiếc nhỉ. Rồi ok, bây giờ xin bạn AD nhé, AD chết rồi. Đó, đấy, lâu lâu thêm bạn đi ở một phát thôi là tôi có mạng liền. Trời ơi, cứ canh những lợi những lúc như thế này thôi và húp mạng thì lại thấy tem nhé mọi người. Đó, và trường hợp này tôi gặp con Ben nó xanh thì không dám ăn tàn ẩu đâu mọi người ơi. Ăn ẩu một phát thôi là ối rồi đấy. Nè, bây giờ vừa chém này, lướt này, né cái chiêu xoáy của nó đẩy ra đấy. Còn có mất công là bị choáng là mệt. Rồi, Ben kìa từ nhé. Bây giờ vô ăn tàn nhé mọi người, đang có lợi thế là phải ăn mục tiêu nhé mọi người. Đó, chơi game này lối mấy ông đang thọt á, mấy ông đang có được lâu lâu mấy ông ăn được những cái pha tem bạn ẩu á là mấy ông phải ăn có mục tiêu ngay cho tôi nhá, nhớ ưu tiên con tàu hàng con rồng nhé mọi người. Nó còn nếu mà tàu hàng mất rồi thì cứ ăn rồng trước nhé mọi người. Đó, nói chung là bắt buộc phải ăn mục tiêu, mấy ông không ăn mục tiêu là mấy ông khó lật lại lắm, hiểu chưa. Đó, bây giờ tôi lên cấp 12 rồi nên là tỷ lệ tôi lật cánh lại được thì vẫn là ok nhá. Rồi bây giờ coi như là trận đấu bắt đầu là tại đây nha. Đó, còn đầu game là nháp thôi, đầu game nháp em bạn thôi. Còn bây giờ thì bắt đầu tại bây giờ nhá, cái thời phút này là bắt đầu mới lên đồng rồi nha mọi người. Từ để cho tôi hưởng con bùa đỏ thôi. Ui kéo xa xa vậy. Ồ, AD không ăn đâu nè. Tốt thế. Rồi ok, cảm ơn AD nhá. Nói chung là tầm này cứ để tôi ăn bùa đi, có gì tôi bắt cho dễ. Đó, cái đấu này tôi đang đưa đồ hơi dị đúng không mọi người? Nên là mọi người cùng theo dõi khi full đồ nó có mạnh không nhá. Ok. Rồi, bây giờ thì vô ăn con tà hận thôi. Ui top bị Ben bắt rồi kìa, giờ Ben nó xanh là nó làm cho một con bò đau lắm. Thì là không có đùa đâu. Ui tem nó qua rồi mọi người ơi, tem nó qua rồi, từ đây qua cover cho đây nè, chạy đi đâu mày chạy đi đâu, xin mạng nhá. Rồi với tiếp đó kìa, hay rồi để qua bắt con mít ở trong rồi. Ok, xin mạng nhá, nhưng mà không phải mạng của tôi thì khá là buồn là pha đó FB mình ăn rồi đó, pha đó FB mình nhường cho mình thì đừng thêm biến đồ nè bay bò chém này, chém thêm một này, bổ này, lướt này, chém thường này rồi từ nhà lướt lại này, ulti này, đánh thường này, chưa bổ này. Ui thôi tôi cực đánh thường rồi mấy ông ơi. Trời ơi cay thế, cái pha đó tôi thấy tôi có được tại chưa một rồi, nhưng mà tôi tưởng tôi đánh thường rồi, ai ngờ lúc mà nó hiện chưa hai ra thấy tôi vẫn chưa đánh thường. Trời ơi mọi người thấy tôi bỏ nước di chuyển đúng không, tôi đánh thường tôi bỏ nước di chuyển tôi đứng yên một chỗ đánh nó đấy. Trời ơi khổ thân ghê. Ui tại sao chứ, tôi nhớ người lại đánh thường luôn, đánh thường hụt nữa. Trời ơi chơi game toàn là hụt chiêu mà khổ thân chứ, trời ơi tiếc quá. Ôi nhưng không sao, coi như là mày kể đi, bây giờ tôi hồi sinh ở đây phải nổi thật, xếp với phỉ sát đào nó rồi, thấy chưa mọi người, thấy chưa. Mặc dù đầu game tôi nghe thằng Ben nó ép thôi, nhưng mà tôi solo kill vẫn thắng nó, cho nên là con gian lên cấp 12 là nó bao mạnh luôn.
Đó nên là ông nào mới tập chơi gian là phải biết cái điều này của con gian nhá. Nên là đừng có vì không biết chơi cái nản. Con gian đến cấp 12 là kiểu nó có nội tại nhanh, nó tích nội tại nhanh hơn á. Nên là tỷ lệ mấy ông combo sẽ rất là nhanh nha. Rồi bây giờ thì kệ đi. Và bây giờ thì tôi phải cố gắng làm sao để đây đâu đây rồi xong bye bye mày chạy đâu rồi xong sẽ tao thằng Ben nhá lời nhá ui mày rồi xong thì ăn AD nhá mọi người chạy đi đâu nè con này gì nó rồi xong bye bye lướt là một tường rồi ok pha hầm mắt này tên mình đã thắng nhá mọi người đó. Trời ơi, chỉ cần những cái pha như thế này thôi là tên tôi sẽ lấy lại thế liền. Bây giờ thì tranh thủ đi lên lấy cái trụ Vega còn gì nữa là về ăn con tàu thần thôi. Đó, nói chung là những cái pha mà anh em combat tên mặt ẩu này nè tranh thủ lấy từng cái lợi thế một nha. Thì mọi người có khả năng lực kéo sẽ rất là cao nha mọi người. Rồi, ok. Bây giờ thì lấy cái trụ Vega còn gì nữa. Lấy lại chương 1 để đánh cho nhanh nhá. Thì mạng sắp hồi sinh rồi nè. Mà không sao, trụ Vega chắc chắn lấy được rồi. Bây giờ tôi sẽ di chuyển qua tôi ăn con tàu thần nhé mọi người. Đó, nói chung là cứ có lợi thế là phải ăn tàu thần. Chắc chắn phải ăn nha. Không ăn là không được nha. Đấy, nên là mọi người muốn lập kèo được thì mọi người phải ăn tàu thần nhá. Nghe thôi. Chắc chắn được cái đó là điều hiển nhiên rồi. Mọi người đang cao mọi người cũng biết rồi, ngay cả đang thấp đấy mọi người đang thấp thì mọi người không biết cái điều này thì mọi người cũng phải học nhá. Nhưng mà tem bạn ra rồi tôi không ăn nữa. Trời ơi. Bây giờ mà nó ẩu cái nào con Ben nó bay vào phát là chết cả tem đấy. Đây nó này tao ẩu tiếp nhá. Rồi, ok, xin mẹ mình nhá. Ẩu này con, tao nấp bụi này trời đó con ạ. À. Rồi, chạy đâu? Chạy đi đâu? Dí này. Thôi nhưng mà vô ăn tàu thần nhá mọi người. Kệ đi, con Ben chết rồi thì không có gì phải ngại đó. Con Ben chết rồi cứ thẳng mặt ăn con tàu thần thôi. Còn gặp thằng Ben mà nó còn sống á thì ăn tàu thần mới hơi khó chịu tí mọi người. Bởi vì lâu lâu mà ăn nó bay và phát là quét nguyên tem luôn, có khả năng tem có mắt cua cực cao đấy. Nên là tầm này á mèo không được ẩu nhá, phải cẩn thận chơi, phải cẩn thận nhá. Chứ mất công là chơi đã lật kèo rồi mà ông còn ẩu nữa thì nên bạn lại lấy lại thế cái toàn rồi đấy. Rồi nên là trận này tôi chơi với bạn tôi nên là vài pha đầu hơi ẩu, giờ tôi bật mic rồi nên là tôi cũng có mic với tem rồi nên là tem nghe hơn đấy, tem cũng biết đường đánh hiểu ý tôi hơn đấy, chứ không mà mic là mấy bạn rồi đánh không hiểu ý đâu. Đó nên là cũng đỡ nha, đây là đó là một cái lợi khi anh em chơi game cùng bạn nha. Đó nên là mấy ông nào mà gặp kiểu chơi game mà thua suốt á nên là phải tìm những cái người bạn của mình chơi cùng nha. Đó nhờ ít ra chơi cùng với bạn thua không tức, mà chơi đơn mà thua thì gặp tem ngu là tức đúng không, nên là thà chơi với bạn còn đỡ hơn. Rồi tem bạn lại ẩu rồi nha. Nhưng mà pha này không có đủ tầm bắn rồi. Trời ơi, tem đánh xa tôi quá à. Tôi không có qua cover kịp. Lùi nha. Chết mít rồi, bỏ nha. Tem đứng xáo á, tôi không qua cover kịp. Đứng đi vào hay là bị tem nó lém chiêu chậm tầm lung ấy, không ra đánh kịp luôn. Ôi kìa, lag vậy. Trời ơi, nó bị lag kìa mọi người ơi. Bị khực khực. Rồi, bây giờ ăn bùa đỏ. Ui, chết luôn cả FB rồi. Trời ơi, ui, chết luôn top luôn rồi. Ui, béo ơi, đừng mà. Ui, lùi anh ơi. Trời ơi, đáng lại thế nha mấy ông, đừng có chết ẩu ẩu này nữa. Rồi, bây giờ thì tôi biến về nha mọi người. Tầm này không có nấp bụi vậy. Ui, AD luôn. Rồi xong chết AD luôn. Đấy, mọi người thấy Ben xanh chưa? Nó quật mấy cái chết rồi. Hay quá, Ben chết rồi. Rồi, ok, Ben chết rồi không phải lo. Nhưng mà còn tôi sống là vẫn còn thắng nha mọi người. Tôi mà chưa chết thì chưa thua đâu. Rồi, bây giờ vô chém này, giết AD này. À, phần này tôi hy sinh rồi mà tôi sẽ qua ăn được AD nhé. Rồi, ok. Trời ơi, ăn được AD rồi. Không sao nhá, phần này tôi đổi 2 vẫn lời nhá. Kem tôi cũng ra kịp hồi sinh rồi. Đấy, cái pha đó tôi không ăn được AD thì hơi lỗ nhá. Thà đó pha đó tôi ăn được AD tôi lời đấy, nên là pha này đổi mạng cũng còn nát. Tại vì chơi gian nhiều rồi mọi người cũng sẽ quen thôi. Combo của gian đau lắm nên là mấy combo thấy là quẹt quẹt mấy cách hết bốc hơi à. Nên là mọi người cứ chơi thôi. Đó. Rồi. Bây giờ thì từ từ nha, để tôi cắt đoạn này nhá. Rồi, ok, tôi hồi sinh rồi nha. Đó, bây giờ con tàu thần phút 14 sắp ra rồi nên là không được ẩu pha này nhá mọi người. Không được ẩu bất kỳ một pha nào, mọi phần tầm này mọi người không nên ẩu nhé. Mọi người phải cố gắng chơi gian là phải nấp bụi nhiều vào. Ê, nó ẩu kia, giết nó. Ừ, hay lắm anh em ạ. Tuyệt vời. Trời ơi, con một khi con Ben nó chết rồi thì con tàu thần này chắc chắn là của tem tôi rồi. Nên là cố gắng tàu thần và chuẩn bị lật kèo thôi nhé mọi người. Trời ơi, ông Ben nó hơi, ông xanh quá nhưng mà ông hơi bị ẩu rồi nhá. Rồi, ăn tàu thần đi mọi người, ăn đi, tem nó ra là múc vô luôn. Ui, không bắt đâu nè, đây, tôi bắt thằng AD nhé mọi người. Rồi, AD chạy đi đâu, rồi ok, ăn luôn được thằng mạng bít này. Rồi, nhám này. Ê, thôi bỏ hàng kia đây mọi người ơi. Bây giờ thì qua Win nữa nha, đi qua Win luôn. Trận đấu này có khả năng là lật kèo tại đây nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của tôi nha. Nếu thấy hay nhớ cho tôi xin một like, một ủng hộ kênh nhá. Rồi, ok, tuyên bố lật kèo, bây giờ đánh người trước, đánh lính sau nhá mọi người. Đánh người trước, tầm này không có đánh trụ. Thôi đánh người trước. Ui, tôi lúc bị lộ rồi nhưng mà không sao. Ui, nó vẫn chạy được nhưng mà thôi, trận này thắng rồi nhá mọi người.
Ok, anh em đã thấy clip hay thì nhớ cho xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ kênh tôi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, bye bye anh em, hẹn em ở clip sau nha. Bye bye.